Người khôn ngoan tiết chế ba điều này, cả đời sống thảnh thơi, vui khỏe. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, con người chúng ta, ai ai cũng có sẵn lòng tham trong người. Người muốn sở hữu mọi thứ, cuối cùng sẽ trắng tay. Chúng ta bon chen với đời, tìm kế sinh nhai, kiếm tiền, danh vọng, ham muốn trong tình yêu. Lòng tham ấy kích động tâm trí, khiến chúng ta cảm thấy khổ tâm, không hài lòng với những gì mình đang có. Chính vì thế, trong cuộc sống, càng biết tiết chế ba điều chúng tôi chia sẻ sau đây thì bạn càng thảnh thơi tâm trí, sống khỏe, sống vui. Thứ nhất, tiết chế tính tình. Trong cuộc sống có nhiều chuyện không như ý. Tức giận không những khiến bạn mất bình tĩnh mà còn có thể làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Ở nơi làm việc, đồng nghiệp với nhau rất dễ xảy ra mâu thuẫn vì những vấn đề nhỏ nhặt trong công việc. Nếu như không kiềm chế cảm xúc và mất bình tĩnh thì sẽ gây mất đoàn kết giữa mọi người, ảnh hưởng đến hiệu quả của mọi người. Nếu bạn trách tôi trách bạn, mọi người đổ lỗi cho nhau thì cuối cùng sự việc cũng chẳng thể nào được giải quyết. Đôi bên càng trở nên nóng nảy. Một người không kiềm chế được cảm xúc và dễ mất bình tĩnh là người không được giáo dục tử tế. Những mâu thuẫn giữa mọi người phần lớn là do mất bình tĩnh và nóng nảy, không nói chuyện nghiêm túc với nhau. Có một số người, họ kiêu ngạo và vô lý, luôn cho rằng mình nổi giận trước thì sẽ có ưu thế lớn hơn trong cuộc cãi vã, thậm chí còn đe dọa, uy hiếp những người khác. Tuy nhiên, những người nóng tính, luôn cho mình là đúng như vậy thì thường không giỏi giang. Khi có người nói điều gì đó không vừa ý, họ mất bình tĩnh một cách mù quáng và không phân biệt được đúng sai. Lúc tức giận, chỉ số thông minh của con người bằng 0. Những người có năng lực thật sự sẽ bình tĩnh và điềm đạm trong mọi tình huống. Người mạnh mẽ không phải là không có cảm xúc, mà họ không bị cảm xúc chi phối. Vĩnh viễn giữ một tâm thái bình tĩnh, không để lộ cảm xúc của bản thân. Những người như vậy biết cách kiểm soát cảm xúc, cũng biết chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình. Họ không bao giờ tức giận vì những điều vặt vãnh, không đổ lỗi cho người khác, và khi gặp khó khăn, họ không làm ảnh hưởng đến người khác bởi tính khí của mình. Điều thứ hai, tiết chế lòng tham. Hạnh phúc của cuộc sống đến từ việc không ngừng giảm bớt ham muốn của bản thân. Cuộc sống vật chất chỉ cần vừa đủ là được. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị nhất quyết phải sử dụng hết sạch tuýp kem đánh răng rồi mới vứt đi, tự tay tắt đèn trong hành lang và sảnh nhỏ trong cung điện mỗi đêm. Lý Gia Thành, tỷ phú Hồng Kông, có tài sản hàng trăm tỷ nhưng lại thích mua đồ giảm giá. Chiếc đồng hồ ông sử dụng hơn 20 năm chỉ có giá 3.000 tệ, khoảng hơn 10 triệu. Khi một người hiểu được tiết chế ham muốn, hạnh phúc của cuộc sống sẽ nằm trong tầm tay. Ham muốn càng nhiều thì có được càng ít. Có biết bao nhiêu người rơi xuống vực thẳm vì lòng tham không đáy? Nếu ham muốn của con người không được luyện hóa, chúng sẽ nuốt chửng ý chí của con người và làm hại chính chúng ta. Trong bộ phim Confessions of a Shopaholic, nhân vật chính là cô nàng Rebecca, một nhân viên văn phòng có sở thích mua đồ hàng hiệu. Từ khi còn nhỏ, cô đã tìm kiếm và tận hưởng hạnh phúc bằng việc mua sắm. Đến khi lớn lên thì không kiểm soát được ham muốn này, ngay cả khi hạn mức thẻ tín dụng đã tối đa. Khi thất nghiệp, cô ấy vẫn giữ thói quen này. Cuối cùng Rebecca đã nợ rất nhiều tiền, ngày nào cũng bị bọn đòi nợ truy đuổi, suýt trắng tay và mất tất cả. Ham muốn mua sắm đã trở thành hố sâu trong cuộc đời cô. Lòng tham khiến nhiều người trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để mong được sở hữu những thứ quý giá hơn. Đến khi phải trả giá đắt mới hiểu ra rằng những thứ quý giá ấy luôn ở ngay bên cạnh mình, chứ chẳng phải đi tìm ở đâu xa. Điều thứ ba, tiết chế ăn uống, sinh hoạt điều độ. Vị tướng lỗi lạc thời nhà Thanh, Trung Quốc, Tăng Quốc Phiên luôn luôn ủng hộ việc ăn ít và thanh đạm. Khẩu phần ăn thường ngày của gia đình ông thường chủ yếu là đồ chay.
Về chế độ ăn uống, Tăng Quốc Phiên đặt ra nhiều quy tắc như ăn cháo gạo tẻ thường xuyên để chữa tỳ vị hư nhược, uống nước gạo mỗi ngày để điều hòa tỳ vị và dạ dày. Ngoài ra, bữa tối có thể không cần thịt, nhưng phải có một, hai loại canh rau. Không ăn thịt buổi tối sẽ giúp gan và mật của bạn có thời gian nghỉ ngơi. Trong cuốn Thiên Kim Yếu Phương của ông có ghi: cơm tối no nê, tổn thọ một ngày. Có nghĩa là ăn đêm quá no sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của bạn. Tăng Quốc Phiên cũng dạy con cái không nên ăn nhiều thịt vào buổi tối. Tốt nhất là hãy ăn nhiều rau để giữ gìn sức khỏe và cuộc sống thanh nhàn. Thậm chí theo quan điểm hiện đại, chế độ ăn uống của Tăng Quốc Phiên 100 năm trước rất khoa học và hiệu quả. Một người thật sự thông thái sẽ biết giữ thói quen điều độ trong ăn uống. Nếu bạn ăn uống điều độ, bạn sẽ có một sức khỏe tốt. Các nhà khoa học Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu, chia 200 con khỉ thành hai nhóm. Một nhóm cho ăn khiêm tốn và chỉ cho chúng ăn no khoảng 7-8 phần, trong khi nhóm còn lại cho phép chúng ăn thỏa thích. 10 năm sau, những con khỉ có chế độ ăn uống không kiểm soát thừa mỡ trong não và mắc chứng gan nhiễm mỡ, tim mạch và các loại bệnh khác. 50 con trong nhóm này chết, còn 100 con trong nhóm có chế độ ăn vừa phải chỉ có 12 con chết. 88 con khác có thân hình mảnh khảnh nhưng khỏe mạnh, đầy năng lượng và hiếm khi ốm đau. 15 năm sau, những con khỉ không kiểm soát chế độ ăn uống đều chết hết. Những con nhóm kia sống lâu hơn. Thí nghiệm này chứng minh chế độ ăn uống điều độ có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Ăn quá no trong thời gian dài dễ dẫn đến béo phì, tăng gánh nặng cho cơ thể và già đi nhanh hơn. Với chế độ ăn uống điều độ, bạn sẽ không quá béo, cơ thể khỏe mạnh và cuộc sống tốt hơn. Ăn uống không kiểm soát sẽ hủy hoại cuộc sống của bạn. Quý vị thân mến, rất nhiều người trong chúng ta đều đang tìm kiếm một cuộc sống hoàn mỹ. Thế nhưng điều này là rất khó có thể trở thành hiện thực. Cuộc sống là vậy, hạnh phúc không tập trung trọn vẹn cho một ai. Người có tình yêu chưa chắc đã có tiền. Người có tiền lại không có niềm vui. Người thường xuyên vui vẻ chưa chắc đã có sức khỏe. Người có sức khỏe không hẳn là được trải nghiệm toàn những chuyện như ý trong đời. Vậy suy cho cùng, làm thế nào để tìm kiếm cho mình niềm vui, hạnh phúc trong đời? Cách duy nhất và cũng là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này là biết đủ. Thứ nhất, người càng am hiểu rộng càng biết đủ. Cổ nhân nói rằng, nhà có giàu đến mấy, tài sản có nhiều đến mấy, thì một ngày cũng chỉ ăn đến 3 bữa cơm. Nhà có rộng đến mấy, thì đi ngủ cũng chỉ cần đến một phòng. Con người chúng ta, liệu có phải cần thật nhiều tiền, phải thật giàu có mới cảm thấy vui vẻ? Câu trả lời là không. Con người càng trưởng thành, sẽ càng phát hiện ra rằng, trong đời người, việc thực sự khó không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là làm sao để duy trì được một trái tim an định, sống một cuộc sống bình dị mà ngập tiếng cười vui. Người càng biết sâu hiểu rộng, càng hiểu thế nào là biết đủ. Bởi lẽ, họ hiểu rằng, hạnh phúc thực sự không nằm ở việc bạn có bao nhiêu tiền, mà nằm ở nội tâm bạn có an yên và phong phú hay không. Điều thứ hai, biết đủ là trí tuệ lớn ở đời. Biết đủ, ý nói con người cần có một trái tim dễ bằng lòng, dễ thỏa mãn, không nên đòi hỏi quá mức, tham lam vô độ. Làm người không nên được voi đòi tiên, tranh danh đoạt lợi, bởi cái xấu, cái ác, tai họa cũng sẽ theo lòng tham mà xuất hiện. Người biết đủ mới là người giàu có nhất trong thiên hạ, bởi vì biết đủ, họ sẽ không cần quá nhiều vật chất để lấp đầy tâm linh hư không. Biết đủ sẽ khiến họ trở nên giàu có về mặt tâm hồn, tinh thần. Con người sống trên đời, dục vọng quá lớn, ham muốn quá nhiều sẽ chỉ khiến tâm mệt mỏi. Hạnh phúc đến từ trái tim biết đủ, niềm vui đến từ sự giàu có về mặt tinh thần. Sinh mệnh là của chúng ta. Chúng ta sống cho chính mình, chứ không sống cho người khác xem.
hôm nay sống vui vẻ hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Như thế mới là sống, mới không lãng phí cuộc đời. Điều thứ ba là biết đủ chính là hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Một người nghèo mà rảnh rỗi trả lời, có tiền là hạnh phúc. Một người giàu có mà bận rộn trả lời, rảnh rỗi là hạnh phúc. Một người thất nghiệp trả lời, được đi làm là hạnh phúc. Một người vừa mất đi cha mẹ trả lời, bố mẹ còn là hạnh phúc. Một cô gái mù cả hai mắt trả lời, có thể nhìn được là hạnh phúc. Một học sinh tiểu học trả lời, ngày nào đi học về cũng nhiều bài tập, không có bài tập về nhà là hạnh phúc. Chúng ta thường có thói quen ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác. Thực ra quay đầu nhìn lại, có khi bạn sẽ thấy người khác cũng đang ngưỡng mộ mình. Biết đủ, trân trọng nâng niu mọi thứ mình đang có mới là hạnh phúc thực sự. Biết đủ sẽ luôn vui vẻ. Đây là tiền đề quan trọng của cái gọi là hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người. Nếu như bạn khát vọng có được một cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng, khát vọng có được một cuộc đời ý nghĩa, vậy thì hãy nhớ thật kỹ, hãy biết đủ và dừng lại ở việc biết đủ. Hạnh phúc không phải là khi bạn sở hữu một căn nhà rộng cỡ nào, mà là khi trong căn nhà đó luôn đầy ắp tiếng cười. Các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, bình an, đó là hạnh phúc. Bố mẹ còn, đó là hạnh phúc. Có bạn đời chia sẻ buồn vui, đó là hạnh phúc. Có con cái quây quần, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở ngay cạnh ta. Hạnh phúc rất giản đơn, biết đủ chính là hạnh phúc.